Kính chào quý vị khán giả của bản tin Người Việt Bốn Phương. Sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin ngày 14 tháng 11. Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu thông qua thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị thân Việt Nam tại Nghị viện châu Âu. Việt Nam Expo 2015 tại Nga, nơi quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp Việt và cũng là nơi tìm kiếm cơ hội hợp tác với đối tác Nga. 12 doanh nghiệp khởi nghiệp tìm kiếm những cơ hội hay lĩnh hội những ý tưởng công nghệ mới trên thế giới. Thưa quý vị, ngày 11 tháng 11 tại thành phố Bruxelles, Vương quốc Bỉ đã diễn ra lễ ra mắt nhóm nghị sĩ hữu nghị thân Việt Nam tại Nghị viện châu Âu. Đây là hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam với mục tiêu thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam-Liên minh châu Âu trong bối cảnh hai bên chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Một bầu không khí thân thiện giữa những người Việt Nam và bạn bè châu Âu. Từ nhóm nhỏ ban đầu, nhóm nghị sĩ hữu nghị thân Việt Nam tại Nghị viện châu Âu nay đã thu hút được hàng chục thành viên đến từ nhiều quốc gia đang công tác tại Nghị viện châu Âu. Tất cả đều có mối quan tâm chung là Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ Việt Nam-EU. Chúng tôi sẽ phát triển các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, văn hóa, du lịch, giáo dục và hoạt động xã hội. Đây là những lĩnh vực mà chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Chúng tôi rất vui mừng thúc đẩy mối quan hệ này nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên, EU và Việt Nam. Được thành lập trong bối cảnh đặc biệt khi Việt Nam và EU đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để đi đến ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Song phương EVFTA. Nhóm nghị sĩ hữu nghị thân Việt Nam tại Nghị viện châu Âu đã thu hút được các thành viên đến từ tất cả các đảng chính trị trong Nghị viện châu Âu. Tôi tin tưởng rằng với sự ra đời của nhóm nghị sĩ hữu nghị EU Việt Nam thì đây sẽ là một nhân tố rất quan trọng để thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị, quan hệ đối tác, quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong thời gian tới. Lễ ra mắt nhóm nghị sĩ thân Việt Nam tại Nghị viện châu Âu nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-EU. Đây sẽ là cầu nối để những chính khách châu Âu hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Ngày 12 tháng 11, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ và trả lời những câu hỏi của phóng viên về một số nội dung đáng chú ý, trong đó có vụ việc về các lao động Việt Nam tại Algeria và vấn đề Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình chủ trì buổi họp báo. Về vụ việc các lao động Việt Nam tại Algeria, trả lời câu hỏi của phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria đang nỗ lực làm việc với các đơn vị trong nước, đơn vị phái cử lao động là công ty Simco Sông Đà, để làm việc với đơn vị sử dụng lao động tại Algeria nhằm giải quyết các vấn đề về lương khoán, địa điểm làm việc, cũng như các vấn đề còn tồn tại liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của lao động Việt Nam tại Algeria. Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria cho biết thì sau khi đã phối hợp rất là chặt chẽ với đơn vị phái cử lao động là công ty Simco Sông Đà cũng như là đơn vị sử dụng lao động là Đông Nhất Giang Tô thì 5 lao động Việt Nam cũng sẽ được chuyển sang làm việc tại đơn vị khác, công trường khác. 2 lao động là nạn nhân của vụ sô sát có liên quan thì cũng đã xuất viện và sức khỏe đã trở lại bình thường, còn toàn bộ chi phí điều trị thì cũng đã được đơn vị sử dụng lao động chi trả. Cũng tại buổi họp báo ngày 12 tháng 11, trả lời những câu hỏi của phóng viên về các vấn đề liên quan đến tình hình Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã một lần nữa khẳng định lập trường của Việt Nam về giải quyết các vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, đồng thời yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, không có những lời nói và hành động làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Hai vấn đề nổi cộm tồn tại trong hoạt động đưa lao động Việt Nam sang Đài Loan, Trung Quốc, đó là việc lao động bị thu phí cao hơn quy định hay lao động bỏ hợp đồng. Đây cũng là nội dung của cuộc làm việc giữa Bộ Lao động Thương binh Xã hội và các doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động sang thị trường này. Thị trường hiện đang tiếp nhận khoảng 60.000 lao động Việt Nam mỗi năm. Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu 112 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động tới thị trường Đài Loan, Trung Quốc phải thu phí đúng quy định. Thanh tra của Bộ sẽ tăng cường kiểm tra và phạt nặng các doanh nghiệp thu phí cao và đào tạo không đảm bảo chất lượng. Các doanh nghiệp phải khống chế tỷ lệ bỏ trốn. Nếu quá cao thì Bộ sẽ tạm dừng hoặc rút giấy phép của doanh nghiệp.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước sẽ công khai trên website của Cục danh sách doanh nghiệp và các chi nhánh được phép tuyển dụng và đào tạo lao động. Chiều ngày 12 tháng 11, tại Tổ hợp Đa chức năng Hà Nội Moscow, tại thủ đô Moscow của Liên bang Nga, hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow lần đầu tiên đã được khai mạc. Hội chợ do Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và Hiệp hội các nhà doanh nghiệp Việt Nam tại Liên bang Nga phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ của chính quyền thành phố Moscow. Triển lãm Việt Nam Expo, hàng Việt Nam chất lượng cao Moscow 2015 có sự tham gia của hơn 160 nhà sản xuất và xuất khẩu Việt Nam với những mặt hàng đa dạng, từ nông sản, thủy sản đến quần áo, giày dép, hàng thủ công, v.v. Lần đầu tiên, người tiêu dùng ở Nga sẽ được tiếp xúc với những hàng chất lượng cao nhất của Việt Nam. Và như tôi đã nói hôm nay, ở đây không có hàng chất lượng kém, không có những cái hàng mà có thể nói là không có nhãn mác mà chúng ta đưa ở đây. Đây là một cái triển lãm lần đầu tiên làm ở Liên bang Nga để thể hiện tinh thần sáng tạo, cần cù lao động, chịu khó và khả năng của doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực. Hội chợ hàng Việt Nam đã thu hút sự chú ý của nhiều người Nga. Họ đánh giá hàng Việt Nam có chất lượng tốt, giá cả hợp lý. Hầu như ai cũng muốn sự hiện diện của hàng thực phẩm, trà và cà phê Việt Nam tại các siêu thị. Hiện nay, hàng Việt Nam hầu như không có mặt trong các siêu thị của Nga, ngoài một số đồ hoa quả đóng hộp. Tôi rất thích mì gạo này. Lần đầu đến Việt Nam tôi đã được thử mì gạo và vì thế bây giờ tôi muốn mua nó ở Moscow. Tôi rất vui vì trong triển lãm cũng có mặt hàng này. Mong rằng về sau nó sẽ được bán trong siêu thị. Tôi biết được là hôm nay sẽ có triển lãm nên đã đến đây để xem. Sẽ rất tốt nếu trong tương lai có nhiều hàng Việt Nam như thế này tại thị trường Nga. Là một người tiêu dùng Nga, tôi thấy hài lòng với giá cả và chất lượng của hàng Việt Nam. Tôi rất thích triển lãm này, có rất nhiều hàng thủ công Việt Nam, như hàng thêu, hàng đan, giày dép, rồi đồ từ da cá sấu nữa. Rất nhiều đồ tốt, tôi rất thích. Hội chợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao là hoạt động khởi đầu cho một giai đoạn mới trong việc xúc tiến hàng hóa Việt Nam tại thị trường Nga. Và ngay từ ngày đầu tiên của hội chợ, nhiều công ty Việt Nam đã nhìn thấy được tiềm năng của thị trường này. Qua một thời gian ngắn thôi, nhưng mà tôi đã tìm hiểu khá kỹ càng, thì chúng tôi đã quyết định là không những tham dự cái hội chợ Expo lần này, tôi quyết định sẽ ở lại tham gia về cái thị trường tại Nga về bán lẻ lâu dài. Thị trường Nga thì là một trong những thị trường rất là lớn và tiềm năng. Tuy nhiên là nó cũng còn nhiều khó khăn, rào cản về hải quan, về các chính sách nữa. Nhưng mình nghĩ rằng là nó sẽ là một thị trường rất tiềm năng cho người Việt Nam có thể vào trong những cái hội nhập tới này, Liên minh Á Âu rồi là TPP. Triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao tại Moscow sẽ diễn ra trong một tháng, từ ngày 12 tháng 11 tới ngày 12 tháng 12 năm 2015. Theo dự tính, nhiều công ty Việt Nam sẽ kinh doanh tại thị trường Nga sau triển lãm. Thành phố Helsinki, Phần Lan, quê hương của Nokia hay trò chơi Angry Birds, hiện đang dần trở thành một khu công nghệ khởi nghiệp lớn được ví như thung lũng Silicon của Bắc Âu. Ngày hội khởi nghiệp Slot được tổ chức vào tháng 11 hàng năm từ nhiều năm nay đã là điểm đến của các công ty khởi nghiệp hay còn gọi là các startup cũng như các nhà đầu tư và các tài năng công nghệ. Năm nay thì 12 startup tiêu biểu được tuyển chọn từ hàng trăm dự án khởi nghiệp tại Việt Nam đã góp mặt tại Slot. Khác với khí trời ảm đạm lạnh lẽo của Helsinki vào tháng 11 thì không khí tại sự kiện Slush nơi tôi đang đứng đây đang ngày càng trở nên nóng hơn với 15.000 người tham gia. Năm nay Slush thu hút tới 1.500 các công ty khởi nghiệp và hơn 800 các nhà đầu tư đến từ nhiều nơi trên thế giới. Các bài nói thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp được diễn ra trên 4 sân khấu khác nhau tại Slush, bao trùm nhiều lĩnh vực như game, thương mại điện tử, công nghệ xanh. Các công ty startup có không gian để trưng bày sản phẩm, công nghệ của mình. Nguyễn Bá Hải đến từ trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đem đến Slush chiếc kính dành cho người khiếm thị do nhóm của anh sáng chế. Đeo kính này, người khiếm thị sẽ có cảm nhận khi có một vật tiến lại gần. Đây là một sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế bởi khoa học nghệ và Hải cũng đang làm các thủ tục để cấp bằng sáng chế quốc tế. Thì sản phẩm này cũng được nhiều người quan tâm khi Hải đến Slush. Có những người là giáo viên ở các trường đại học cũng hy vọng rằng nó sẽ chuyển tới nhiều quốc gia hơn. Công ty Trace Verified với dịch vụ truy xuất nguồn gốc điện tử đầu tiên của Việt Nam có mặt tại Slush với mong muốn tìm kiếm các nhà tài trợ, nhà đầu tư có trách nhiệm. Khi mà chọn Slush thì chúng tôi đã đăng ký, chọn lựa được một cái danh sách gần 20 những nhà doanh nghiệp mà có thể phù hợp với mình. Hôm nay là chúng tôi hẹn được 6 cuộc. Tôi khá quan tâm đến Trace Verified vì đây là một công ty có triển vọng phát triển.
Châu Á là một thị trường lương thực lớn và các công ty công nghệ lương thực cũng đang phát triển nhanh. Tôi thấy có nhiều cơ hội để hợp tác với họ. Sự tham gia của các startup Việt Nam tại Slash lần này được hỗ trợ bởi chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam Phần Lan. Đây là lần đầu tiên mà lại có nhiều công ty Việt Nam đến Slash như vậy. Đây là một cách để Việt Nam thể hiện được hệ sinh thái khởi nghiệp đang lớn mạnh của mình. Được tổ chức lần đầu vào năm 2008, Slash hiện đã trở thành điểm đến của những tài năng công nghệ nhiệt thành từ hơn 100 quốc gia. Các startup Việt Nam cho biết, để đi đến ký kết hợp tác đầu tư tại Slash tuy khó, nhưng đây lại là bước khởi đầu tốt để tìm kiếm những cơ hội trên hay lĩnh hội được những ý tưởng công nghệ mới trên thế giới. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã trao giải nhì vòng sơ khảo cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho ông Nguyễn Thường Lạng, nguyên lưu học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đã có hàng triệu bài dự thi được gửi về các ban tổ chức cuộc thi, trong đó đặc biệt có 378 bài dự thi của bà con kiều bào, các lưu học sinh Việt Nam ở 30 nước và vùng lãnh thổ gửi về các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài để tổng hợp gửi về Bộ Ngoại giao và gửi tới Bộ Tư pháp tổ chức chấm vòng sơ khảo. Cuộc thi đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về tinh thần trách nhiệm của mình trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo vệ hiến pháp, bảo vệ pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân. Tổng kết vòng sơ khảo, Bộ Ngoại giao đã quyết định trao giải thưởng cho 12 cá nhân có bài dự thi đạt chất lượng cao, đồng thời chọn ra 20 bài thi gửi ban tổ chức cuộc thi trung ương để dự vòng chung kết. Thông tin trên đã kết thúc bản tin Người Việt 4 phương ngày hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào hai địa chỉ website hiện trên màn hình để theo dõi lại chương trình. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.